Thank you.
Chém chết phù cho thằng ý lao vào. Con này lực yếu mặc định không thủ được rồi. Thằng Bi tạt nhiều quá. Con phải 5-6 con chém từ đầu đến cuối. 2L 2L bảo sao nhiều chém quá. Rất phí dành cho cặp đôi của chim sẻ và chim voi. Con này trước này tươi nhỉ. Thấy hết rồi. Cái đồ trong này. Ôi, cái này sao con lại đi dò thêm. Dò thêm đây thấy đồ. Hôm sau chùi đến ăn đã quả thì lực mới phải. Vậy là tỷ số xe đấu thứ 3 là 3-2 nghiêng về đội bạn. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút đến xe đấu thứ 4. Bởi yếu quá. Nhưng mà nó tạt vào đâu quá, mình không tính đủ lượng quân nó. Nhiều chém quá. Chém nó không ra. Bài này cũng yếu mà. Bài này lạc đạo có gì đâu.